mạch song song từ điện trở thực, cảm kháng và rung kháng. Với mạch song song trong hình, dòng điện IBL sẽ chậm hơn 90 độ so với điện áp tổng U. Dòng điện lọc qua tụ điện sẽ nhanh hơn 90 độ so với điện áp U. IBL và IBC sẽ luôn luôn nghịch hướng với nhau như minh họa ở hình sau. Do vậy, trong các phân đoạn của một chu kỳ, điện rung có tác dụng như tải tiêu thụ và điện cảm có tác dụng như một nguồn điện mà ngược lại, ta có được dòng điện tổng từ phép cộng hình học các thành phần dòng điện. Trong trường hợp dòng cảm kháng IBL lớn hơn dòng rung kháng IBC, mạch song song của R, L và C có tác dụng điện cảm như sau. Nếu thành phần phản kháng bằng nhau, XL bằng XC, mạch điện có trở kháng Z lớn nhất do tính chất cộng hưởng, mạch dao động song song. Ta có được sơ đồ mũi tên của các chỉ số điện dẫn trong mạch song song từ điện trở thực, cảm kháng và rung kháng bằng cách chia các mũi tên trong tam giác dòng điện cho điện áp U như hình. Nếu ta nhân các mũi tên của tam giác dòng điện với điện áp U, ta sẽ được sơ đồ mũi tên của các công suất dưới đây.